Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì nhiều quy định về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 30% kinh phí. Theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm, tức 120 tháng.